Đây, trên đường đi ra ngoài vườn của cậu Út ra thăm mộ của ngoại. Wow, đẹp quá cậu Út ơi. Đây là ngôi mộ của ông ngoại bà ngoại. Xung quanh là toàn là vườn ổi. Ồ, đẹp ghê chưa? Ủa con đi vòng vòng con không thấy đường nào lên Út. Đường nào lên đi Út. Chắc đường này quá. Đây, đây là nơi tôn nghiêm nên phải phá cẩn thận. Đẹp quá, đây có một cái câu thơ đó. Ơn cha dưỡng dục, đường sơn thái, nghĩa mẹ sinh thành từ biển Đông. Đây là mộ của bà ngoại. Dạ, mộ của ông ngoại. Đây rất là cao và thoáng mát luôn. Ồ, ở đây không có đèn hả ta? Chắc phải lắp cái năng lượng mặt trời đây. Bây giờ sẽ thăm xong rồi, bây giờ đóng cửa lại. Mình đi ra vườn chơi, dẫn các bạn ra ngoài vườn chơi ha. Hỏi. À, Một, đang làm gì đó Một? Đang quay mộ của ngoại. Mà đang làm gì vậy? Ông về con đi con ở nhà không đó? Ở nhà không à? Cây này cây gì Út? Ớt hả Út? Bữa hôm gì chính có gì sầu đâu hay gì đó. Dạ, dì chính kêu nói là cái lá sầu đâu xuống dưới lấy mà con bận quá, hôm về con đi công việc quá. Ừ. Nó gửi cho ô, nó ô có nhà đâu gửi. Dạ. Đi mất tiêu rồi. Không lại đi. Ngày xưa con có mần cỏ mướn này Út. Có, con đi có đi mà cỏ mướn mà có cái dao nó dạ, bự lắm nên ủi luôn á. Ừ. Cái dao này nhỏ rồi. Cái dao này nhỏ rồi phải không? Ừ. Hay quá ha. Mà ở nhà vườn mình là lúc nào phải làm lần Út? Hả? Bao nhiêu ngày mới làm lần á? Làm cỏ. Nó cao thì tháng mà đều tại cái này mắc có đó lâm cỏ phát không được hả? Vậy hả? Ừ. Chứ không ai phát hả? Vườn hoa phát. Dạ. Đá đá thì mình phát nó bị mẻ. Bị mẻ. Ừ. Nhưng mà cỏ nhỏ nhỏ gì mình chặt gì nó nhanh hơn phát. Phát nó chín lắm. Phát là mình dùng cái máy hả? Ừ. À cái máy cắt cỏ hả? Máy cắt cỏ nhưng mà cậu Út làm bằng cái lưỡi bằng sắt á, bằng ấy á. Xong làm bằng sợi dây gân á. Sợi dây gân thì nó không có sát đất. Dạ. Mà đường nó không có bị hư ống. Cái mai hả? Út vô đi, con đi thăm vòng vòng cái. Út cho con mượn cái dao Út. Dạ. Con mần thử coi. Còn chỗ nào mần không ta? Ủa sao Út mần hết trơn rồi? Đâu? Dạ. Nắng hả? Ừ. Đâu chỗ nào đâu, đi con mần thử coi. Lâu quá rồi vừa dưới này. Hồi nhỏ con có mần á. Dễ mà Út, này thấy không? Đó, cỏ quá dễ luôn. Quay luôn hay quay phim luôn. Trời ơi. Thấy không? Điệu nghệ luôn á. Đó. Ủi luôn nè. Lúc trước có cái dao nó bự, cái miếng này nó bự vậy nè. Ủi gì nè. Mặn riết mà mòn còn nhiêu đây hả Út? Trời ơi.
Ngày xưa là nó bự vậy nè, măng riết nó mòn vậy đó hả? Chắc cũng mấy chục năm rồi đó. Dao này gọi là dao gì Út? Dao bằng cỏ. Dao bằng cỏ hả? Dao yếm. Thấy không, con bằng sạch không? Sạch. Điệu nghệ lắm chứ bộ. Mà một tay rồi đó, một tay quay đó.